Alo, các vị có nghe không? Các vị có nghe không? Để nghe. Hôm nay mình học kinh kinh chi ạ. Mình học kinh chi. Tôi có mở ra rồi nhưng mà nó hơi đạo sư. Để đây. À, thưa quý vị, hôm nay nó có một cái chuyện là chúng ta lại tiếp tục chạm vào cái ổ kiến lửa nữa. Ổ kiến lửa này có nghĩa là chúng ta đang nói theo lời của một số người là chúng tôi đang là chạm tay và chạm cái bàn tay phàm tục vào cái lâu đài tôn nghiêm của cái bản dịch tiếng Việt Kinh Tạng. Nhưng mà chúng ta không thể là không chạm tay khi ở đây có một cái số vấn đề mà tôi cho là rất là quan trọng nha. Trước hết gợi ý bà con một chuyện là đó là bà con thấy hai cái chữ này đó nó khác hay là giống nhau? Đó, mà còn thấy hai chữ khác là giống nhau vậy đó, mà trong bản kỳ dịch tiếng Việt đó, đã có một nhầm lẫn này. Cũng giống như không ít đồng giả, một không ít học giả Việt Nam và những người Việt Nam mình nghiên cứu học đó, thì họ đã nhầm lẫn hai cái tên này, thì đó là cái là Na Tiên, một cái là Long Thọ, mà rất nhiều người Việt Nam đã nhầm lẫn hai cái tên này, Nagasena với Nagarjuna. Cho nên đó là cái chuyện mà chúng ta có thể nói rằng nếu đọc những văn bản ngoại ngữ thì chúng ta hầu như là không thấy, nếu có là tí tí hiếm hoi nào đó thôi, chứ nếu có trường hợp đó. Ok, bây giờ mình trở lại cái bài kinh của hôm nay, bài kinh gọi là bài kinh Bậc Đạo Sư. Có sáu cái chuyện này không thể xảy ra, và tôi cũng phải nói rõ là kể từ cái bài kinh 92 này trở về sau, trong suốt hai phẩm liên tục thì chúng tôi sẽ đưa cái nội dung này vào trong cái quyển mà Thiền Môn Nhật Tụng Kalama, bởi vì đây là chính là cái cốt lõi, cái tinh hoa của Phật pháp mà được gom gọn lại trong một chỗ. Kinh nào cũng là châu ngọc, kinh nào cũng là tinh hoa của Phật pháp, nhưng có một điều là tập trung mà nhiều vấn đề lớn như thế này ở một nơi như thế này thì rất là đáng để chúng ta lưu ý quan tâm nha. Ở đây chúng ta thấy bài kinh 90, bài kinh 92 có nói đến sáu cái chuyện mà không thể xảy ra. Cái chuyện thứ nhất á, là cái người đầy đủ tri kiến không thể nào mà không tôn kính bậc đạo sư, thưa không tôn kính Đức Phật một cách đúng mức. Đúng mức. Thì cái người đầy đủ tri kiến ở đây là ai ta? Là vị Tôn Đầu Quần nha, vị sơ quả đó. Tôi đã nói rất là nhiều lần đó là chúng ta có thể đi chùa, có pháp danh, có thọ giới quy y, chúng ta có cái áo lam, chúng ta có cái giới điệp, giấy chứng nhận quy y tùm lum hết,
Nhưng mà để gọi là Phật tử thì rất khó, và tôi đã nói rồi, cứ 100 người Phật tử Việt Nam thì đối với tôi chỉ có một người Phật tử Việt Nam, chỉ một người là Phật tử thôi. Vì sao? Là bởi vì chúng ta đến với Phật thứ nhất thì nó có ba cái điều mà chúng ta thấy mình không có thể tự nhận là Phật tử. Cái thứ nhất, chúng ta đến với Phật pháp vì cái lý do nào? Đến để mà gọi là cầu cái đạo giải thoát, vì chán sợ sanh tử trầm luân, không còn muốn tiếp tục lăn trôi ba cõi sáu đường nữa, thì cái đó mới gọi là lý tưởng đúng đắn. Còn nếu mình đến chùa chỉ vì những lý do như là để cầu phúc, hay là để cầu an cầu siêu, đi chùa là vì bạn bè rủ rê, đi lâu ngày thành quen, vắng chùa thì nhớ, ví dụ như vậy, đi chùa thì vui, vắng chùa thì nhớ, lâu ngày nên một lúc nào đó mình cứ tưởng mình là Phật tử, nhưng mà trong khi đó, đó cái lý tưởng thật sự của một người tu Phật, học Phật thì mình không có. Có nghĩa là mình chưa có thật sự chán sợ sanh tử, mình không thấy được bốn sự thật mà tôi nói hoài đó, tức là không thấy mọi sự ở đời là khổ, không thấy rằng mình thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà thích trong khổ có nghĩa là đầu tư trong khổ. Rồi cái sự thật thứ ba nữa, đó là muốn hết khổ thì không có thích trong khổ, nghĩa là không thích trong cái gì nữa hết, và sống trong ba cái nhận thức đó chính là con đường thoát khổ. Khi mà mình không có được mấy cái nhận thức cơ bản này nè, thì mình lấy cái gì để mà mình đi chùa đây? Thì chỉ lọt vô mấy trường hợp mà tôi vừa nêu. Một là đi vì ai đó rủ rê, đi riết lâu ngày thành quen, vắng chùa thì nhớ, đến chùa thì nó vui. Trường hợp thứ hai là đến chùa để cầu phúc, ví dụ như rầm quên sóc vọng mình tới mình cũng cầu nguyện, rồi ba có những chùa họ cho mình rút sâm rồi cúng sao giải hạn rồi đó. Rồi cái là rồi hoặc là cái khi mình tới chùa đó là lúc đầu mình đến là chỉ vì một cái lý do nào đó, ví dụ như để gửi hũ cốt, hay là theo bạn đến chùa, nhưng mà tới lúc mình gặp tăng ni mình tiếp xúc mình thấy mình thích, mình thấy suy nghĩ của họ nó hợp với mình, thế là từ đó về sau cứ đánh rảnh buồn buồn cứ chạy đến chùa lâu ngày, mình tưởng mình là Phật tử rồi đó. Thì khi mà chúng ta đến với Phật pháp mà cái kiểu như vậy đó ha, thì chưa được gọi là tôn kính bậc đạo sư một cách đúng mức. Vì sao? Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, từ bé cho đến 50 tuổi, năm 50 tuổi hơn, mình xa mẹ, mình không có một kỷ niệm nào về mẹ, mình cũng chẳng biết gì về mẹ, chẳng biết đã đành, mình cũng không có một kỷ niệm nào về mẹ. Nên thành lần một cái đó là mình là trong 50 năm mà tưởng mình là cô nhi, thì tự nhiên có ngày kia có người đó, họ đẩy cho mình một cái bà cụ rồi nó nói là má mình, má ruột mình, rồi các vị nghĩ thì sao? Thì ok, các vị là những người ăn học phải không, những người có tiền, những người có đầu óc, những người của thế kỷ hôm nay, thì chắc chắn các vị có nhiều cách nhé, thử DNA đó, ADN đó, thử xem ở đây má má mình không được, hôm nay khoa học là được gì mà được đi gọi là sao lục giấy tờ hồ sơ bản thảo này nọ, tìm kiếm nhân chứng vật chứng gì đó, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể xác định đó là mẹ của mình. Nhưng kêu mà thương đó thì có lẽ là cũng hơi khó, tại vì 50 tuổi mình cũng đâu có còn nhỏ nữa, rồi tự nhiên chấp nhận một cái bà lạ quắc là má, khó lắm, rất là khó nè. Ở đây cũng vậy, mình không hiểu gì về Phật hết thì làm sao mà mình có thể thương kính Đức Phật như là một người mà học hiểu giáo lý? Khó lắm quý vị, thờ Phật như kiểu thờ thần vậy đó, trong khi cái vị tu đầu quần là khác, cái người đầy đủ tri kiến ở đây là chỉ cho tu đầu quần bậc cái tầng thánh đầu tiên. Người ta hiểu rất rõ là kể từ bây giờ, lát nữa mình sẽ học tới cái phần đó, sẽ học tới cái phần đó. Người ta hiểu rất rõ là kể từ bây giờ đó, cái dòng sinh tử của mình đã bị chặn đứng, mình chỉ còn tái sanh nhiều lắm là vài kiếp nữa, vài kiếp nữa chắc chắn là mình phải là hết sanh tử luân hồi nha. Nghĩ tới cái chỗ đó, nghĩ tới cái nỗi khổ trong ba cõi sáu đường ngũ thú lục đạo đó, lúc đó họ mới thấy cái ơn của Phật đối với họ nó lớn cỡ nào. Nhờ cái con người ấy không, mà mình bây giờ mình không còn là sợ hãi trong cái việc sa đọa, không có sợ hãi trong cái việc sanh tử trầm luân nữa, cái ơn đó lớn không có bút mực trời biển nào mà tả cho hết hết trơn, không bút mực nào ghi cho hết, không có trời biển nào chứa cho hết, không có một cái không gian nào có thể sánh được cái lòng tri ân vô bờ vô hạn ấy nha. Mình phải hiểu tới nơi tới chốn như vậy đó. Cái vị tu đầu quần là cái người hiểu tới nơi tới chốn, và họ tin Phật. Còn một điều nữa là đắc tu đầu quần có thành tựu bốn cái diệu lương phần. Bốn diệu lương phần là gì? Ba cái đầu là niềm tin bất động là tam bảo,
bất động bất thối, có nghĩa là trời có thể sập xuống, thân xác của họ có thể tan nát thành tro bụi, nhưng mà cái niềm tin của họ đối với Phật pháp tăng tăng bảo thánh tăng ấy, không có thay đổi được, không thay đổi được nha. Đó là cái ba cái dự lưu phần đầu tiên. Cái dự lưu phần cuối cùng là cái giới nào mà họ đã nhận thì họ không có cách nào họ phạm được, dầu là phải chết, khi tôi đầu quần dầu là chết, không bao giờ phạm cái giới mình đã nhận. Thí dụ như họ đã nhận, họ nhận giữ ngũ giới hay là bát giới hay là thập giới, sa di giới, tỳ kheo giới, một khi họ đã nhận rồi thì họ không cách chi mà vi phạm những cái giới mà mình đã thọ hết á nha. Thì chính vì cái lẽ đó, đó cho nên là cái vị tu đồ vừa đối với Đức Phật bằng một cái niềm kính tin gọi là tuyệt đối, tuyệt đối. Còn mình thì sao, mình không có hiểu nhiều về Phật, mình đến với Phật bằng một cái lý tưởng, bằng một ý nghĩa, bằng một lý do rất là mơ hồ, cho nên cái chuyện mà mình bỏ Phật để theo ông Tư bà Tám nước lạnh nước sôi rất là dễ ẹt, tại vì mình có hiểu lời Phật pháp cái gì đâu nha. Mình đến với Phật pháp quá dễ dàng, quá đơn giản, không có cần tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu, thẩm tra, suy tư, tư duy gì hết. Cứ sáp vô cái là có cái áo tràng, sáp vô là có cái pháp danh, quăng tiền ra cũng vào mớ, cái là đương nhiên là được mọi người gọi là Phật tử. Cái kiểu Phật tử đó, cái người như vậy đó, thờ Phật kiểu đó, tin Phật kiểu đó, thì xa Phật trong vòng 3 giây là xa Phật ngay. Bất mãn ai đó là cũng bỏ chùa, vì ai đã quyến rũ cũng bỏ chùa bỏ Phật mà đi nha. Còn cái vị tu đầu quần thì không, vị tu đầu quần á, vì người ta là thành tựu cái niềm tin nơi Đức Phật bằng cái trí tuệ giác ngộ, họ thấy rồi họ mới tin. Họ thấy cái gì? Họ thấy được những cái điều mà phàm phu không có thấy, đó là họ thấy rằng á, họ thấy chắc chắn rằng mọi sự ở đời là khổ, mọi hiện hữu là khổ, trong bất cứ hình thức nào, nhân thiên hay là cõi đọa đều là khổ nha, nụ cười hay nước mắt đều là khổ. Thứ hai nữa, họ thấy rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ. Đấy. Hết khổ, muốn hết khổ thì phải hết thích. Và sống trong ba nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ. Đấy. Và chính Đức Phật là người đã ban cho mình cái nhận thức này. Họ chỉ nghĩ tới đó là họ có thể chết vì ngày. Họ có thể chết vì ngày mặc dù ngày không có cần. Ngày không có cần ai chết cho ngày. Nhưng mà cái nói về cái tâm lòng của vị tu đầu quờ, họ chết 3.000 lần cho Phật gọi vẫn vui vẻ tự nguyện, không có thắc mắc, không có do dự, không có phân vân, không có toan tính. Thì thế nào trong rung này cũng có những cái người mà sợ kinh như sợ ma, không có dám đọc, lại ngu lại dốt mà lười, mà coi như là cứ nghe nói cái gì mà nó khác cái ngu mình, nó bắt đầu dùng lên, nông dân nói vậy, anh hùng nói giải chống đối tùm lum nha. Thì cái điều nào, kinh nào nói là tu đầu quần không có tiếc mạng cho Đức Phật? Kinh nào ta? Kinh Phật Đà Lý. Kinh Phật Đà Lý. Kinh Phật Đà Lý Trung Bộ nói như vậy. Nó là một vị tu đầu quần khi đã hiểu pháp, đã liễu đạo, cỡ cái tâm của tu đầu quần thôi. Đừng không có cần cao hơn, cỡ tu đầu quần. Có phải chết cho Thế Tôn mà cũng nhăn răng ra họ cười một cách tự nguyện, hoàn toàn vui vẻ, không có phân vân hoang mang nghi hoặc toan tính đâu lo. Còn mình nói tầm lâm vậy chứ bây giờ thử, bây giờ cái mạng mình đổi cái Phật pháp mình đổi không đổi liền chứ mình đâu có đổi ngu gì đâu. Phải sống, sống u mê, sống ô nhục, sống đau khổ, sống sợ hãi, sống tâm khổ, sống mơ hồ mờ ám, sống không rõ mình sẽ đi về đâu, cũng phải giữ cái mạng cùi này để mà sống nha. Vậy tôi đùa thì không, nếu cần thì phải chết cho tam bảo là chết một cách ngon lành. Đấy. Cho nên cái chuyện ở đây là người thành tựu tri kiến, đó là vị tu đầu quần thành tựu được những lòng tôn kính tuyệt đối và đúng mức đối với bậc đạo sư, tức là đối với Phật bảo. Thứ hai, khi mà họ đã tin Phật bảo mà tới nơi tới chốn như vậy thì họ đương nhiên, cố nhiên, dĩ nhiên và tất nhiên, đấy, họ cũng thờ kính pháp bảo, tức là lời dạy của Phật. Họ thờ kính trong lòng họ thôi, nhưng mà mình có thể mình thấy theo trong thằng kinh cái biểu hiện là gì, cái biểu hiện của lòng tôn kính pháp là gì. Họ nghe pháp một cách tôn kính, nghe pháp một cách cẩn thận, suy tư một cách cẩn thận, thực hành một cách cẩn thận, đó chính là lòng tôn kính pháp. Sao mình thì nói vậy thôi chứ còn
Nghe thì không chịu hiểu mà cứ nghe cái tâm bẩm mà mình nghe nó đúng ra thời này này nói ra tôi bị nổi điên là tôi bị cắn phá tục lực chứ đúng ra thời này mình mới nghe pháp và mình nghe người có nghĩa là mình đánh giá cái thời pháp thông qua cái con người đó tức là con người đó mà mình thấy ok thì mình tin thì dĩ nhiên tôi cũng đồng ý với vị chuyện đó nhưng mà đừng có nên lấy đó làm cái thước đo tuyệt đối lỡ xui gặp cái ông là mình ghét hoặc là thị phi cái gì đó là mình dội đây đó thì phải làm được cái niềm tin thật sự đối với Tam Bảo là phải thuần túy là lòng xuất phát từ cái lòng kính tin nơi pháp bảo trước cái này pháp bảo đấy. Coi cái pháp bảo nó giúp mình chấp nhận nó không có nghĩ ngợi gì xa hơn hết à, còn đằng này á, là mình á, là coi như là mình đến với Phật pháp toàn là bằng tình cảm toàn là bằng tin đồn bảo toàn là bằng thị phi các vị nghĩ sao với cái đầu đó với cái não trạng đó mà quý vị lọt vô cái mê trận quảng cáo là chết cha các vị hiểu không hiểu không làm ơn khôn dùng chút nha các vị tưởng tượng nếu mà cái não trạng mà sau tối ngày mà ăn rồi mình gục đầu cắm mặt vô trong cái thị phi đó mà mai này mà lọt vô trong cái bẫy của quảng cáo thì quý vị nghĩ mình đi theo ai hả các bạn biết bao nhiêu người Việt Nam ở hải ngoại cắm đầu vô cái mê trận quảng cáo thì chết nó kiếm một cái resort cái thiệt sang một cái vị thầy mà nói vài ba thứ tiếng cộng với nguyên một cái tá assistant mấy người trợ lý cho ngon lành à, đẹp trai đẹp gái trí thức à, mặt mũi sáng sủa một cái resort bao ăn bao ở xe cộ đưa đón tới nơi tận thị trường ăn uống thức uống chỗ ngủ chỗ nghỉ tuyệt hảo vô đó nghe những bài giảng mà họ đã sắp xếp rồi mà khi mà có niềm kính tin nơi Phật bảo kính tin nơi giáo pháp thì đương nhiên kính tin nơi chư thánh tăng bởi vì thánh tăng chính là cái mặt nước mà phản chiếu thánh tăng chính là cái mặt nước phản chiếu ánh trăng chánh pháp và ánh trăng Phật Đà ra nghĩa là nhìn tăng chúng thánh nhân mà thấy qua đó cái bóng dáng của Thế Tôn thấy qua đó cái bóng dáng của chánh pháp đấy. Thì cái người mà như vậy đủ được gọi là cái mặt hồ mặt gương để phản chiếu cái bóng dáng ánh sáng của chánh pháp của Phật ừ. Cái biểu tôi đầu quờ là đương nhiên sau khi mà tôn kính đạo sư đúng mức tôn kính chánh pháp đúng mức thì đương nhiên cố nhiên là cũng tôn kính tăng chúng và với một người tôn kính tăng chúng tôn kính Tam Bảo như vậy thì họ cũng tôn kính cái con đường hành trì tôn kính con đường hành trì là sao năm đây gọi là tam học đó Phật pháp thì bao la mênh mông bát ngát à, nhưng mà gom gọn lại cho dễ nhớ đó chính là cái học định học và tuệ học giới học giúp mình niệm nữa nha bao gồm cả niệm luôn đó phải hiểu nhầm như vậy trong thiền chỉ thì niệm nó hỗ trợ cho định và trong thiền quán thì định nó hỗ trợ cho niệm niệm định không rời nhau nha hội tụ sức nóng mặt trời để mà có thể đủ nóng đốt cháy một cái gì đó không tu tập thì tâm nó bị khuếch tán nhiệt lượng nó không làm ăn gì hết nha nhưng mà với cái thiền định thì chúng ta có thể tận dụng được cái sức nóng của nắng mặt trời là nó nắng đó gió đó nước đó tâm mình nó được kiên cố nó vững chãi, nó vững chắc nhờ để làm được nhiều chuyện vậy là rất là đơn giản thôi tôi nói không biết là bao nhiêu lần ngày chúng ta chưa học Phật pháp ngày chúng ta chưa có hành trì thì thế giới này nó nói chúng ta nó đủ thứ món hết đủ cái để nhìn đủ cái để nghe ngửi nếm đụng đủ cái để mình tưởng tiếc hoài vọng đam mê thích thú bất mãn chán sợ bla 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 nhưng mà đối với người tu định học thì Phật pháp gom gọn lại còn cái định học đối với họ đối với người tu định thì toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sanh trong đó đối với họ tất cả chỉ là nằm trong các đề mục đấy là người tu định là họ không biết cái gì ngoài là cái chuyện cắm đầu vào các đề mục như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng vũ trụ này đó họ chỉ có bao nhiêu nữa cho nên cái sức tập trung của họ nó dễ sợ lắm và cái niệm đất 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 phải là người ly dục mới tu được các cái đề mục thiền chỉ nha chỉ còn mà anh ngồi lăng xăng trong các dục anh đừng có hòng mà anh tu được cái thiền chỉ samatha bởi vì cái nội dung thiền chỉ là gì là ly dục trú thiền đấy ly dục trú thiền nha cho nên cái định học là chữ đầu tiên nó giúp cho người ta ly dục ly dục rồi cái thứ ba đó là cái tuệ học nó giúp cho người ta khai mở tri kiến gọi là nói theo từ mà bắt truyền là ngộ nhập tri kiến Phật đó đấy gọi là hoặc là nói thì bắt tâm nó là dùng cái mắt tuệ để mà bước vào cái biển kinh tạng đó là vậy đó có nghĩa là ở tuệ ở định học đó, mình chỉ tập trung tư tưởng để gọi là
tận dụng được cái sức mạnh vô lượng vô biên của cái tâm thức mà xưa giờ mình cứ để nó khuếch tán. Gọi là cái tuệ học là gì? Tuệ học tức là khả năng soi thấu những cái gì mà nói giờ mình thấy, nói giờ mình chuyên môn sống hiểu lòng các bạn nên nói giờ mình không có thấy được. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Đó giờ mình không có thấy được rằng chỉ có đời sống chánh niệm mới là đời sống tốt nhất, an toàn nhất, an lạc nhất. Đây, an lạc ngay đời này, an toàn ngay đời này, và nếu mà đủ duyên thì giác ngộ ngay đời này, còn không nữa thì ngay đời này an lạc và cũng gieo được cái hồi hạt giống bồ đề cho đời sau. Thì chỉ có đời sống có chánh niệm và chánh trí tuệ đó, thì mới có thể hoàn tất được định hậu, được tuệ học nha. Thì với cái nhận thức như vậy đó, vì đó mới là tôn kính được cái đường lối hành trì. Đường lối hành trì là thà tam bảo là riêng, nhưng mà gọi là nghiêm cẩn trong cái chuyện hành trì tam học đó là một chuyện khác, nhớ nha. Nhưng mà tôi dịch lại là đường lối đường xưa lối cũ bất thiện, có nghĩa là sao? Họ không thể quay lui, ở đây gặp có hai, họ không thể quay lui những cái tội lỗi phiền não mà họ đã đoạn trừ. Họ không thể, ví dụ như họ không còn thân kiến, họ không còn hoài nghi, họ không còn giới cấm thủ nữa, thì họ không có tài nào họ quay lui. Còn mình thì sao? Lúc mình ngồi thiền, lúc mình nghe pháp, tâm mình nó rất là tịnh đúng, nhưng mà buông ra thì mình cũng trở lại từ cái tâm hồn của con chó con heo, như cũng không trở lui những phiền não mà mình đã đoạn trừ. Và sau cùng khi mà đã lìa khỏi là vị tu đồ quần, không có thể quay lui những vấn đề, không nên trở lại là vậy, là không có trở lại những cái chỗ mà những cái gì mà mình đã lìa bỏ nha. Rồi cuối cùng thì cái vị tu đồ quần không thể, trong đây nguyên văn là không thể làm cho sanh khởi hữu thứ tám, có nghĩa là vị tu đồ quần không có thể tái sanh quá bảy. Thì không hiểu cái đồ quần có ba hạng. Hạng thứ nhất là y cái bi chí, có nghĩa là chỉ tái sanh một lần nữa thì chứng là hết niết bàn luôn. Thì cái gì nhất chúng cái hạng thứ hai đó gọi là cô lát, có nghĩa là da thật là là đồ quần. Cái hạng thứ ba là sách tắc khắc tu pa ra mồ, có nghĩa là cô lăng cô la, có nghĩa là cô lăng cục với cô lá cục với cú cú lá, cái này gia đình mà đây mình phải hiểu là kiếp tái sanh, nghe là tới lui trong chỗ này chỗ nọ tối đa là từ 3 tới 6 kiếp là phải kết thúc. Cái việc này bị chậm nhất, chậm ở đây có hai lý do: một gọi là bởi vì cái sở thích, hai là vì là cái sự yếu đuối của có cái trường hợp đầu tiên đó, gọi là do thể thích, tiếng Pali gọi là nhưng mà nhìn ra thấy cái hoa hồng nhìn biết rõ hết nhưng mà cũng thích chút đó, thì ở đây cũng vậy. Chữ T, chữ quát tá, chữ quát tá hay chữ T chấm dưới ra cũng có chấm, cho nên tôi để chung vậy đó. Quát tá ra ta là người thích luân hồi nha. Thì như vậy tôi được quần có ba hạng như vậy, tức là tối đa cũng chỉ sanh từ lần thứ bảy thôi. Thì đây là những cái đặc điểm của một cái vị tu đạo quần của chư bạn đắc này đắc kia. Khi mình đắc tự nhiên mình biết tu mà bằng cái lòng mà trông đợi nóng chờ kiểu đó, thứ nhất là thấy phiền não trùng trùng, nghe nó an lạc kinh khủng lắm, mà lòng nó tỉnh lắm. Tỉnh là gì? Nó không có màng nữa. Họ tới rồi họ không có màng cái này cái kia khen chê như mình, họ không có náo nức nôn nao như mình nữa nha. Thì nó có gì sống chết vậy đó. Mà khi mình đọc kỹ trên kênh mình thấy trở thành một người quần không phải là chuyện dễ, rất là khó. Chỉ riêng là cái niềm tin là tùy thuận và trí tuệ là mình mới dịch lên được cái nói thiệt mình biết, mình khi mình nghe mình về mình thở lại nữa. Còn mà mình đã mà khinh nó rồi, đã ghét nó rồi, đã không tin nó rồi thì nó nói cái gì thì mặc xác
Đây. Thì nếu mà quý vị đã lọt vô hoàn cảnh này thì tôi xin thiết tha có một cái giác mắc cái chứng gì mà tới bây giờ mình giác cái mặt ở đây mình nghe là sân si mới nên nha. Kinh 93 trong tự quý vị được nghĩa là hàng, chỉ dịch là hành thôi. Đến một điểm đó là các vị có nghe rõ không? Cái gì ta? Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rất là lạ. Ví dụ như nghe rõ cực kỳ cũng được. Ví dụ như nó phải 7 tầng. Rồi. Dạ rồi. Xin hẹn các vị ngày mai.